Cũng cái gì cũng tăng. Tôi vừa đi đổ bình xăng của tôi, cái xe máy thôi, bình xăng xe máy của tôi đã 400,000 tiền phí đầy bình. Nói thẳng luôn, khi các ông liên hệ với tôi, các ông mà trả giá các đồng liên hệ, người ta bảo rồi này, muốn có tiếng là phải biết chi tiền, phải biết tiêu tiền này, phải là người chịu chi nhá. Còn không ấy, không có đâu em ơi, không có đâu bạn ơi, không có đâu anh ơi nhá. Ok anh em, ok anh em, 319 anh em. Ba trăm mười chín anh em. Ok anh em nhá. Trong tháng riêng này của tôi là tôi đã giảm giá, kéo bill cho anh em trong tháng riêng rồi. Anh em gọi tôi đừng có giảm giá, đừng có gọi trả giá tôi làm gì. Tôi nói thẳng luôn, thẳng căng như vậy luôn cho các bạn hiểu nè. Các bạn trả giá, các bạn đừng có gọi cho tôi. Tiền nào của nấy, các bạn chịu chi cho tôi, đồng nghĩa với việc là tôi sẽ làm cho bạn. Các bạn lịch sự đòi hoàng tử tế, ok chưa? Các bạn chịu chi cho Long Chính Ngón, đồng nghĩa với việc là Long Chính Ngón sẽ làm đòi hoàng tử tế các bạn, được chưa? Đồng nghĩa với việc là Long Chính Ngón sẽ làm đòi hoàng tử tế các bạn. Ok anh em, 400 anh em. Bởi vì là như thế này, trong tháng riêng này là tôi đã lì xì lại cho các bạn rồi. Trong tháng riêng này là tôi đã giảm giá các bạn rồi, được chưa? Vợ ăn đây, ăn quả trứng nào nè. Ok anh em, trong tháng riêng này tất cả các công ty, các doanh nghiệp, các cá nhân nhá, đang muốn xây dựng thương hiệu cá nhân là một, đang muốn nổi tiếng ở trên nền tảng mạng xã hội là hai, đang muốn livestream TikTok mà nhiều người biết tới nhá, đang muốn hợp tác với tôi, Long Chính Ngón giảm 20% cho anh em. Long Chính Ngón giảm cho anh em 20% trong tháng riêng này đấy. Các bạn hỏi liên hệ với anh Long của gì đấy, hôm nay Long Chính Ngón có bỏ trong hồ sơ Long Chính Ngón cho anh em liên hệ đấy. Tôi bỏ dép lào tôi trong hồ sơ cho anh em rồi đấy. Cái gì đấy? Sao lại canh anh khoa bắp? Anh trêu em à? Đây nhá, kênh TikTok của anh khoa bắp này vừa nhắn tin cho tôi này nhá. Long muốn theo anh không? Anh cho vài tiểu tỷ tiêu chơi đây. Anh khoa bắp này, đúng kênh khoa bắp chưa? Hả? Đúng kênh TikTok của anh khoa bắp chưa? Anh trêu em à? Khóa bắp vừa vào bình luận. Anh khóa bắp vừa vào bình luận zoom Long Chính Ngón. Này Long chỉ cần theo anh khóa bắt anh khóa cho vài tỷ tiêu chơi luôn. Anh khóa bắp đây. Tôi mà nói sai nửa lời tôi không trên mạng xã hội đâu luôn. Được chưa? Đây. Đây nhá, cho các bạn vào xem kênh của anh khóa bắp này. Các bạn biết anh khóa bắp là gì? Này cho các bạn xem luôn này. Long muốn theo anh không? Anh cho vài tỷ tiêu chơi. Câu mà video của ông có đúng anh khóa bắp vừa bình luận không? Lại bảo tôi mõm. Video vừa đăng ấy.